Sáng ngày 11 tháng 6, hơn 93.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 công lập năm học 2022-2023 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân quận 1, có 602 thí sinh dự thi tại 28 phòng. Ghi nhận từ 6 giờ 10 phút sáng đã có rất đông thí sinh tập trung ở sân trường để ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trần Triệu Vĩ, học sinh lớp 9A9 trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm huyện Nhà Bè cho biết. Em học đều tất cả tác phẩm, đọc đi đọc lại nhiều lần để ghi nhớ nội dung và các giá trị nghệ thuật. Nguyện vọng 1 em đăng ký vào trường trung học phổ thông Ngô Quyền, quận 7, nên không quá đặt áp lực cho bản thân. Cũng có tâm trạng thoải mái, Phạm Huỳnh Thanh Trà, học sinh lớp 9 năm, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, quận 1 bày tỏ, Em hy vọng đề cho phân tích một tác phẩm văn xuôi vì đối với em thể loại thơ đòi hỏi phải phân tích khá sâu về các ý nghĩa nghệ thuật. Đối với câu hỏi nghị luận xã hội, các em cho biết phạm vi nội dung khá rộng nên không thể đoán đề. Các thí sinh đều bày tỏ mong muốn chủ đề câu hỏi nghị luận xã hội sẽ gần gũi giúp các em tạo cảm hứng, dễ tìm dẫn chứng xoay quanh một số chủ đề như sự hy sinh, lòng cống hiến, trân trọng các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, khá đông thí sinh xếp hàng chờ đến lượt gửi vật dụng cá nhân. Điểm thi có 598 thí sinh tham dự kỳ thi tại 31 phòng thi. Tại điểm thi trường Trung học cơ sở Bàn Cờ quận 3, trưởng điểm thi Phạm Thanh Yên cho biết, điểm thi có 552 thí sinh dự thi tại 23 phòng. Tất cả thí sinh đều đăng ký thi môn ngoại ngữ là tiếng Anh. Đánh giá về công tác tổ chức của các điểm thi trong sáng ngày 11 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, công tác tổ chức ở các điểm thi được thực hiện khá nghiêm và chặt chẽ, từ khâu chuẩn bị bốc thăm, phân chia cán bộ coi thi, giám thị hành lang đến cách đánh số báo danh chỗ ngồi cho thí sinh trong phòng thi đều đảm bảo công bằng, hạn chế tối đa những trường hợp gian lận nếu có.